Mấy ngày nay thì con hơi bận việc ở bên cái mặt trận thanh niên á, cho nên không có tham gia, không có theo dõi được ở bên mình. Nhưng mà vấn đề hôm nay con like là về cái việc mà đặc khu kinh tế, là special season zone ha, đặc khu kinh tế. Nhưng mà trước khi mà like á, thì con có đôi điều muốn nói như này. Con thì mới tham gia vào trong cái mặt trận mà chống phản động này một thời gian gần đây thôi, là cỡ khoảng được 3-4 tháng gì đó thôi. Thì con không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng đối với con, cô Nhiên là một người mẹ, là một người thầy, là người đã dẫn dắt con trong cái con đường mà chống phản động này. Con không biết đối với người khác như thế nào, nhưng đối với con, cô Nhiên luôn tận tình giúp đỡ con, luôn chỉ dẫn con, luôn chỉ với con đâu là con đường đúng đắn. Cô luôn nói với con một điều rằng con là lớp trẻ, là người của thế hệ hôm nay, là người của thế hệ tương lai. Con phải biết suy nghĩ, phải biết nhìn xa trông rộng. Con phải biết đánh giá được đâu là kẻ thù của con. Con tham gia vào mặt trận này là con trống ba que. Cô luôn dặn con, cô Nhiên luôn luôn dặn con một điều duy nhất, là kẻ thù của con là ba que. Con đừng bao giờ tham gia vào hội nhóm con nhé. Con đừng có bao giờ mà nghe lời người này người kia. Con nên nhớ rằng mục tiêu của con á, là đánh ba que. Cô ấy, mỗi lần con nói chuyện với cô Nhiên luôn dặn con như vậy. Mỗi một lần con gặp khó khăn, mỗi một lần con bị người khác chỉ trích, luôn là cô Nhiên giúp đỡ con, luôn là cô Nhiên an ủi con, dẫn dắt con. Đôi lúc con thật sự rất khó hiểu, chúng ta đã tham gia vào trong cái mặt trận này rồi, tại sao chúng ta không lo đánh bọn ma que đi, không lo đánh phản động đi, tại sao chúng ta lại sanh mạnh lẫn nhau? Con thật sự cảm thấy rất là thất vọng. Không chỉ là nó ở trong cái mặt trận này, mà kể cả ở bên mặt trận thanh niên cũng vậy. Luôn luôn có những cái mà sự hiềm khích, chỉ trích, sanh mạnh, tranh giành cái sức ảnh hưởng, nó được cái quyền lợi gì? Cho dù người nào có tiếng nói thì cũng là chống lại ba que. Tại sao chúng ta phải sanh mạnh lẫn nhau, phải chống đối lẫn nhau, phải kỳ lỵ lẫn nhau? Con chỉ muốn nói những lời như vậy thôi. Đối với người khác như thế nào con không biết, nhưng đối với con, trong lòng của con, cô Nhiên vĩnh viễn là người mẹ, là người thầy dẫn dắt con trong con đường này. Và cho dù tất cả mọi người chống đối lại cô ấy, con vẫn sẽ luôn bên cạnh cô Nhiên. Bởi vì con là người trực tiếp giữ Facebook của cô ấy. Con thấy được những gì mà cô ấy nói chuyện với người khác. Cô Nhiên chưa bao giờ, chưa hề một lần nào nói xấu bất kỳ một ai cả. Có chăng là cô ấy truyền cái động lực, truyền cái cảm hứng hoặc là an ủi bất kỳ một ai đó. Chưa bao giờ cô nói xấu bất kỳ một ai cả. Nhưng mà con không hiểu tại sao. Những lời mà con muốn nói là chỉ có nhiêu đây thôi. Con mong là mọi người sẽ suy nghĩ kỹ lại.